Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Như quý vị đã biết, tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo và tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch, Đinh Mùi, sinh năm 1967, là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không thể nào tưởng tượng nổi. Trong tháng 8, công việc của những người tuổi Đinh Mùi rất cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng này. Công việc tiến triển tốt đẹp là vì tuổi Đinh Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra cho mình những yêu cầu cao và cố gắng hoàn thành đúng thời gian mà không để ai phải phàn nàn về bất kỳ một điều gì. Vậy thì cụ thể vận trình tháng 8 của những người tuổi Đinh Mùi sẽ tốt đẹp đến mức nào? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài phân tích của chúng tôi ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh thiên hà thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo và dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều về cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác. Vận mệnh của những người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định an nhàn. Ngoài ra bản mệnh không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mùi cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các quý vị gia chủ đang theo con đường quan vận cần phải chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh để tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Gia chủ Đinh Mùi cần chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu, hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp kỳ âm thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mùi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, những người tuổi Đinh Mùi sẽ có những bước đột phá. Trong công việc, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân, nên những công việc tưởng chừng như khó khăn cũng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng. Người tuổi Đinh Mùi luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc, chứ không chờ đợi bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ, để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Vậy nên quý gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng Kỷ Dậu, đường tài lộc của bản mệnh bằng phẳng. Nếu vẫn còn đang đi làm, bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân, khiến cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đã nghỉ hưu, bạn duy trì mức sống ổn định, thậm chí có những người có tiền dư giả để tiết kiệm, con cháu hiếu thảo, quan tâm cũng giúp bạn có cuộc sống chất lượng hơn. Những người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu được một khoản lời lãi khả quan. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều mối cơ hội để rộng mở các mối quan hệ. Có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình.
cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, những người tuổi Đinh Mùi cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một khoảng thời gian trước, máy tính quá nhiều đã làm giảm một phần thị lực. Bạn cũng sẽ cảm nhận được một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính là việc này mà ra. Bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý, giảm thời gian làm việc. Đối với quý vị gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe, áp lực từ công việc khiến bản thân của bạn rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn, đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý vị gia chủ Đinh Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng, theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo phong thủy lộc tài, tháng này đường nhân duyên của những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 phát triển khá tốt đẹp. Bạn thường nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Đa số mọi người thường duy trì một cuộc sống, gia đình yên ấm. Tất nhiên đôi khi cũng có những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong gia đình luôn lựa chọn tin tưởng nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió. Với một số người đang độc thân, bạn có thể mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của người khác. Đôi bên có thể không cần đến tình yêu mà chỉ cần đến sự quan tâm trân trọng của nhau là được. Bên cạnh đó, bạn cũng hãy xây dựng những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu, lục hợp thìn, tam hợp sử và tỵ thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, vá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Đinh Mùi, trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức ngày 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Sửu, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 8 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Ngọ, có nạp âm Lộ Bàng Thổ.
Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về phần tử vi của tuổi Tinh Mùi trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp ích cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Thưa quý vị, cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn với rất nhiều những kinh nghiệm và trải nghiệm quý báu. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy tiến lên, bước về phía trước để hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.